Chiều ngày 25 tháng 12, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến tập huấn Hàn Quốc. Trong buổi tập này, chỉ có Thanh Thịnh phải tập riêng do dính chấn thương. Quang Hải đã hoàn toàn bình phục, anh tập luyện bình thường cùng đồng đội và sẵn sàng cho vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan. Về mặt nhân sự, một trong những vấn đề người hâm mộ quan tâm nhất là trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất muốn tiếp tục có được sự phục vụ của cậu học trò cưng này. Và trên thực tế, phía VFF cũng đã liên hệ với Hyun Bin, nhưng kết quả ra sao? Văn Hậu đương nhiên là cầu thủ rất quan trọng. Tôi rất muốn có được sự phục vụ của Hậu cho giải U23 châu Á tại Thái Lan. 제가 해파나 여러분 바나오의 합류를 요청을 했습니다. 방 cách liên hệ về phía Heerenveen. 바나오 nhưng đội bóng Hà Lan đã từ chối chúng tôi. 지금 네덜란드에서 10 게임이 오랫동안 있었고 또 자기 lý do phía Heerenveen từ chối là họ cần Văn Hậu cho những trận đấu khó khăn tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. 불가능하다는 이야기를 들었습니다. 뭐 바나오가 mặt khác, vòng chung kết U23 châu Á 2020 không nằm trong FIFA Days nên họ có quyền không trả cầu thủ. Risk는 있습니다. 그렇지만 그 리스크를 최대한 줄이는 것이 sự có mặt của Văn Hậu là sự đảm bảo chắc chắn cho hàng thủ của U23. Vậy nên trong trường hợp Văn Hậu, chúng tôi gặp nhiều khó khăn để lấp vào khoảng trống của cậu ấy và tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp thay thế phù hợp. Như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không thể có được Văn Hậu và sẽ phải tính toán nhân sự thay thế hợp lý. Như đã biết, ngay sau chiến dịch SEA Games, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa các cầu thủ của ông sang Hàn Quốc tập huấn. Nói về chuyến đi này, ngài Park cho biết do các cầu thủ quá mệt mỏi sau nhiều giải đấu liên miên nên chuyến đi tới Hàn Quốc chủ yếu giúp họ hồi phục về mặt thể lực. Thật vậy, thể lực chính là vấn đề lớn nhất của các đội bóng dưới quyền ông Park Hang-seo. Nếu như nhìn vào lịch thi đấu trong năm 2020, bắt đầu từ vòng chung kết U23 châu Á ở Thái Lan, vậy ngài Park sẽ phải giải bài toán thể lực này ra sao? Các 팀으로 와서 팀의 경기도 중요한데 이 부분을 어떻게 thể lực chính là bài toán khó cho năm 2020. Các cầu thủ sẽ phải trải qua rất nhiều giải đấu trong năm nay. Ở các đội tuyển quốc gia, họ phải thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á, Olympic và AFF Cup. 연맹, 프로연맹, 또 베트남 프로 관계자들이 bên cạnh đó, họ phải cống hiến cho các câu lạc bộ với những giải đấu quan trọng không kém. Tôi và VFF, luôn nỗ lực để đưa ra một lịch trình tốt nhất để khớp giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. 강행군하지 않고 가장 적절하게 어떻게 할 것인가를 충분히 논의해서 대표팀 스케줄과 các trận đấu của đội tuyển quốc gia rất quan trọng. Nhưng việc thi đấu ở cấp câu lạc bộ cũng quan trọng không kém. Trong năm 2020, nỗ lực đến từ nhiều phía sẽ giúp các cầu thủ luôn có được một thể lực tốt nhất để tham dự các giải đấu. Một hành trình mới với những thử thách mới trong năm 2020 sắp bắt đầu. Hy vọng dưới sự lèo lái của ngài Park, các đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thành công. We'll be right back.